Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một số thị Kawasaki Z650 2022 ra mắt thị trường Nam Á, phong cách dữ dằn và mạnh mẽ. Cùng chỉ một vài thay đổi về mặt thiết kế thì cái chiếc Kawasaki Z650 2022 cũng được cập nhật các công nghệ mới trên con xe. Hãng Kawasaki mới đây trình làng cái phiên bản 2022 của cái mẫu Nucleobike tầm trung là Z650 2022 tại thị trường Ấn Độ với một vài những thay đổi mới. Theo đó, mặc dù thiết kế thì vẫn dựa trên DNA từ người tiền nhiệm, nhưng chúng ta thấy thiết kế cái cụm đèn pha của cái chiếc Kawasaki Z650 2022 đã được thay đổi giúp nó nổi bật và có ngoài dữ dằn hơn. Ngoài cùng với những cái tùy chọn màu sắc mới thì Kawasaki cũng đã sơn trên cái gam màu nổi bật ở những cái cánh tay đòn và chi tiết cái đường viền cái thế hệ của Z650 2022 trên phiên bản phanh ABS. Xe cũng được trang bị một cái đồng hồ tiếp tì 4.3 inch hiển thị đủ nhiều thông số bao gồm như nhiệt độ môi trường. Đi cùng đó thì Kawasaki Z650 2022 cũng được tích hợp chức năng kết nối với smartphone thông qua ứng dụng Bluetooth. Về mặt sức mạnh thì Kawasaki Z650 2022 được trang bị cho mình một cái động cơ lật 2 xăng với tổng dung tích là 649cc, cái loại là DOHC là mát bằng dung dịch. Cái có động cơ này sinh ra một cái công suất đa là 68 lực tại ngưỡng vòng tua máy là 8.000 vòng trên phút. Đi cùng với đó là cái mô men xoắn cực đại khoảng 64 Nm, tại ngưỡng vòng tua là 6.700 vòng trên phút. Hệ thống ống xả trên con xe được thiết kế lại để giúp em ấy đạt được cái tiêu chuẩn khí thải Euro 5 mới nhất. Kawasaki Z650 2022 cũng được truyền động bởi một hộp số vân tay 6 cấp, có một hệ thống hỗ trợ Assist Lipless. Các trang bị an toàn trên xe vẫn bao gồm như cái vụt trước dạng ống lầm với đường kính 41m, cái vụt sau là cái dạng monoshock có được điều chỉnh đa cấp độ. Phanh dĩa đôi phía trước với cái đường kính là 300mm được trang bị cực kỳ đẹp. Trong khi đó phía sau vẫn là cái phanh dĩa đơn 220m. Cái chiếc Kawasaki Z650 2022 sẽ có hai phiên bản để khách hàng dễ dàng lựa chọn, là phiên bản không có phanh ABS và một phiên bản có phanh ABS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy đăng ký tiếp nhớ like và subscribe.